Xin chào các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe phần 7 Quảng cáo và những giấc mơ tan vỡ. Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến khách hàng mua nhiều sản phẩm và cũng là nguyên nhân làm cho họ bất mãn với cuộc sống này nhiều như vậy chính là quảng cáo. Quảng cáo tạo ra những nhu cầu ảo. Bỗng dưng chúng ta cần điện thoại iPhone, xe mới hay nhẫn kim cương. Tất cả cũng chỉ bởi quảng cáo đã luồn lách đưa những nhu cầu đó vào bộ não của chúng ta. Quảng cáo có tính ảnh hưởng cao, mọi người không thể nhận thức rõ, nhưng nó lại đánh vào tiềm thức chúng ta, khiến mọi người đều muốn mua thêm đồ, ước ao có được sản phẩm nào đó tồn tại trong tâm trí và tạo ra quan niệm rằng việc mua sắm luôn là chìa khóa cho mọi vấn đề trong cuộc sống. Nó khiến ta nghĩ rằng việc mua sắm là điều hiển nhiên và con người ta không còn bất kỳ một lựa chọn nào khác cả. Quảng cáo ở khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách của cuộc sống, chúng ta bị bao vây bởi quảng cáo. Nó buộc mọi người chấp nhận rằng quảng cáo là một sự thật hiển nhiên của xã hội và gắn tư tưởng đó vào tâm trí mỗi người. Xem TV, quảng cáo đặt ngay vào mặt. Đọc báo, lướt web, quảng cáo nằm ở mọi nơi. Facebook, Twitter, email, biển hiệu, xe buýt, sự kiện thể thao, không gian công cộng ngoài trời, áo quần, các cuộc thi, trên trời, trên đài, trên bưu thiếp, iTunes, trước hoặc giữa phim, thậm chí ngay trong phim, nói tóm lại là mọi nơi. Trên các trang mạng chắc chắn có quảng cáo đóng quân ở đó, và nếu có trang nào đó mà không có quảng cáo thì hầu như chỉ là do họ chưa có đủ lượng độc giả để người ta đặt quảng cáo mà thôi. Rất khác biệt với hệ thống mạng của 15 năm trước khi mà quảng cáo còn rất hiếm. Chúng ta có thể chiến thắng quảng cáo bằng cách từ bỏ những giấc mơ phi thực tế mà quảng cáo đang cố gieo vào đầu ta. Đừng để chúng tạo ra nhu cầu ảo trong đầu. Đừng để chúng lợi dụng những nỗi sợ hãi để bán được hàng. Đầu tiên, mọi người hãy hạn chế xem các chương trình có mục đích quảng cáo trên TV, clip online và hãy nâng lên các web không ngập tràn quảng cáo. Hay bạn có thể dùng phần mềm để chặn quảng cáo lại và đừng đọc tạp chí có quá nhiều quảng cáo thừa thải. Bằng nhiều cách khác nhau, bọn quảng cáo dùng mọi cách để tạo ấn tượng cho khách hàng của mình. Họ muốn tạo nỗi sợ thiếu thốn cho khách hàng. Để ý quá trình này, ta có thể tỉnh táo và ít bị ảnh hưởng bởi chiêu trò của họ hơn. Chúng ta có thể tự tìm ra điều mình cần bằng cái ta có và nghĩ. Những nhu cầu hư cấu cần phải được xóa bỏ, không cần gì nhiều, bạn chỉ cần đủ dũng cảm để bỏ đi. Bước hành động: kiểm tra một trong số các nhu cầu ảo mà mình đang có. Tự hỏi bản thân tại sao ta lại cần nó. Nếu bỏ nó đi thì sao? Nó có ích gì không? Liệu khi bỏ nó rồi, ta có nhiều không gian và thời gian hơn để làm việc, sáng tạo, hoặc ít ra là để ta không phải căng thẳng với chuyện cắt giảm lương của công ty hay không? Có rủi ro nào chăng? Và rủi ro này có khả năng xảy ra cao không? Ta có thể làm gì để kiểm soát các rủi ro này? Xin mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo, xây dựng lòng tin.